Có nên đầu tư vào bất động sản trong thời điểm hiện tại không? Việc đầu tư vào bất động sản hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế, thị trường bất động sản, mục đích đầu tư và khả năng tài chính của mỗi nhà đầu tư. Trong thời điểm hiện tại, tình hình kinh tế và thị trường bất động sản đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà một số khu vực nhất định trong thị trường bất động sản vẫn có sự phát triển tích cực. Để đưa ra quyết định đầu tư vào bất động sản Nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng thị trường, xác định mục tiêu đầu tư và đánh giá khả năng tài chính của mình. Ngoài ra, cần cân nhắc các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư để đưa ra quyết định hợp lý và bảo vệ tài sản của mình.